Những ca trực đêm ở nơi xa xôi này đã trở thành quen thuộc với bác sĩ Hiếu. Đêm cũng là lúc có những ca cấp cứu bất chợt hay bệnh nhân nội trú có diễn biến nặng. Đã thành thói quen, từng bệnh án được anh xem lại một cách rất cẩn thận. Bởi ở đây, bác sĩ phải quyết định và tự chịu trách nhiệm toàn bộ các bệnh lý xảy ra trong ca trực. Cái sự khác biệt giữa bác sĩ ở vùng sâu vùng xa và bác sĩ ở tuyến trung ương là bác sĩ tuyến trung ương thì chỉ làm một chuyên ngành thôi, còn các bác sĩ ở vùng khó khăn thì thường một bác sĩ phải kiêm rất là nhiều các cái vị trí. Như em thì vừa kiêm bác sĩ điều trị nhi khoa, nội khoa, rồi cả hồi sức cấp cứu rồi truyền nhiễm, đôi khi cũng phải phụ gây mê cho các bác sĩ mổ nữa. Đã 7 tháng công tác ở Mường Nhé, bác sĩ Hiếu luôn hết mình trong công việc. Hơn một nửa các ca khám bệnh ở đây đều đến tay anh. Là một bác sĩ chuyên khoa nhi, nhưng lên đây, bác sĩ Hiếu phải xử lý tất, khám và điều trị cho các trẻ nhỏ và người lớn. Hằng ngày có bác sĩ Hiếu về đây thì trẻ con đưa đến bệnh viện khám yên tâm lắm vì khỏi bệnh nhanh. Mô hình bệnh tật ở đây thì là chủ yếu là kia bệnh nội khoa, bệnh nhi khoa thì là mắc. Các bệnh thì là đa số là phải là chuyển tuyến thì rất nhiều, mà khi được tử vong thì cũng có tăng cao. Nhưng mà từ khi có bác sĩ Hiếu về thì tỷ lệ tử vong cũng giảm xuống. Xa nhà gần 700 cây số, cô đơn và mệt mỏi cũng là điều khó tránh khỏi. Có lúc bác sĩ Hiếu định từ bỏ, nhưng ở đây rồi mới hiểu rằng hai từ bác sĩ to lớn và giá trị như thế nào với những bệnh nhân mà nhiều người còn không nói được tiếng phổ thông khi tới viện. Nguyễn Văn Hiếu là một trong 20 bác sĩ trẻ đầu tiên đã tình nguyện về 13 huyện nghèo khó khăn để công tác. Bằng kiến thức, chuyên môn của mình, họ đang từng ngày góp phần giúp người dân vùng sâu vùng xa khỏe mạnh và an toàn hơn. Hiện đã có 200 bác sĩ trẻ sẵn sàng tình nguyện về 62 huyện nghèo công tác.